Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Ricken. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tìm tắt chatbot này. Rồi mình sẽ chương trình gấp này gấp 2 nha các bạn. Mình sẽ nhận được 4500 token BKN nè các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho nên gấp nè. Rồi bạn bắt đắp rồi nè, tiếp tục follow Twitter nè. Trên tờ Twitter nó bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên. Rồi tiếp tục thì bạn tweet và tăng 3 người bạn vào nè. Rồi bạn like nè, các bạn chỉ dẫn người tweet nè. Các bạn tăng 3 người bạn bên vào nè. Rồi bạn tweet đây nè. Rồi sau đó bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục cho anh tiếp bên group đi. Vào group đó các bạn chờ chút xíu các bạn đưa group cha. Anh. Rồi các bạn bấm vào I am you. Đó. I am netbot các bạn. Nhấp vào đây để vào kênh group nè. Rồi mình đã vào rồi. Tiếp tục các bạn nhấp vào link phong đây nè. Twitter. Các bạn bấm vào access đi các bạn. Bấm chấp nhận điều khoản đây các bạn. Rồi các bạn điền thông tin của tất cả bạn vào nha các bạn. Nickname là họ. Tên họ mình đã nem. Rồi các bạn điền địa chỉ email của các bạn vào các bạn. Tiếp tục các bạn điền là username Telegram bạn đã chatbot. Thì các bạn nhập vào ba cánh cùng này, vào setting này. Copy username Telegram mình này. Rồi các bạn dán vào đây. Tiếp tục các bạn điền địa chỉ Telegram ETH trên dưới chocolate của tất cả bạn nha các bạn. Rồi tiếp tục còn submit link retweet thì bạn qua Twitter tất cả bạn gạt lại. Bạn nhập vào Almata, nhập vào một khu sơ, nhập vào ba cánh cùng, nhập vào sao chép liên kết gọi là cho nó đầu ta thang các bạn đây nè. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản các bạn, gọi các bạn enter now rồi. Rồi các bạn bấm enter now xong thì xong rồi các bạn. Rồi bạn chạy dẫn bot này nè. Đây mình vào comment cũng biết không các bạn. Rồi nó không comment về thì các bạn qua bot này các bạn chạy bot tiếp tục các bạn. Rồi các bạn bấm vào submit tên nè các bạn. Rồi các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn nè. Bạn chọn vào đây nè. Copy gọi là cho bot. Rồi tiếp tục submit link tweet nè. Rồi mở Twitter tất cả các bạn nghe nè. Rồi các bạn chia sẻ nè, các bạn sao chép liên kết gọi là cho bot nè. Trời ơi, kêu submit tại Twitter cho anh em thì mình sorry các bạn ơi. Mình sẽ tắt lại các bạn ơi, mình nhầm lộn rồi. Submit đi tên này. Rồi điền vào cho anh em Telegram mình. Chatbot cấp quan lột hoài tại. Rồi tiếp tục điền lại username tại Twitter nè. B này nè, 9. Rồi tiếp tục các bạn submit lên retweet nè. Thì bạn mở tờ Twitter tất cả bạn gà lại nè. Các bạn chia sẻ các bài bằng tờ tweet nè. Đây là cho bot nè. Rồi tiếp tục con điền địa chỉ email các bạn đã đăng ký trên cái form này nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn xoay lên group nè. Rồi các bạn điền lại username Telegram của tất cả bạn nha các bạn. Submit Telegram username thì các bạn lướt lên đây nè. Các bạn copy lại username mình nè. Rồi bấm vào reset nha bạn. Cái phần nè. Rồi thì sau này tôi cần các bạn gì lên ghép chia sẻ trong bè những cái thân các bạn.
Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.